anh vẫn còn, so với Công Phượng hạn, thì anh vẫn có một cái quãng thời gian chơi bóng tại V-League của mùa 2019. Và cái quãng thời gian mà Văn Hậu không thi đấu tại Hà Lan, vô hình chung nó trở thành một cái quãng thời gian giúp cho cầu thủ này có thể tích lũy được một cái nền tảng thể lực trước khi anh trở lại với màu áo của đội tuyển Việt Nam. Thế còn trường hợp của Công Phượng thì sao? Tại sao Công Phượng là người không có thời gian ra sân thi đấu và cũng không được tập luyện nhiều cùng với đội tuyển Việt Nam, lại vào sân ngay từ đầu và chơi ở vị trí mũi nhọn? Rõ ràng là trường hợp của Công Phượng thì dấu hỏi đặt ra lớn hơn. Người ta đã nhắc nhiều đến trường hợp là Anh Đức hay là Tiến Linh sẽ đá chính ở vị trí này, nhưng từ rốt cuộc thì ông Bang Sò vẫn tin tưởng vào Công Phượng. Chúng ta có thể nghĩ rằng là với đối thủ Malaysia thì đội tuyển Việt Nam tương đối là hiểu về đối thủ này, và ông Bang Sơ đã có một sự lựa chọn, đó là sử dụng Công Phượng với cái khả năng kỹ thuật của cầu thủ này nhằm quan phá Hạ Hoàng Ngự, vốn không được đánh giá cao về mặt kỹ thuật. Như vậy là vào lúc này thì theo quan sát cũng như là tín hiệu từ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chuyển về hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì cầu thủ Việt Nam trong trang phục thi đấu màu đỏ, Bảo Vân Thành bên phía tay trái, cầu thủ Malaysia trong trang phục áo vàng quần đen, Bảo Vệ Khung Thành bên phía tay phải, theo hướng quan sát từ khán đài A. Sau đây bình luận viên Việt Anh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về vị xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía đội tuyển Việt Nam, đội xuất phát gồm các cầu thủ số 2 Duy Mạnh, số 3 Quý Ngọc Hải, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Văn Hậu, số 8 Trọng Hoàng, số 9 Văn Toàn, số 10 Công Phượng, số 14 Tuấn Anh, số 16 Hùng Dũng, số 19 Quang Hải và số 23 là thủ môn Văn Lâm. Về phía các cầu thủ Malaysia, đội xuất phát gồm thủ môn áo số 1 và là đội trưởng Farizan, các cầu thủ số 2 Matthew Davy, số 3 Mossad, số 6 Kobion, số 7 Mohamed Safwan, số 9 Talaha, số 11 Rashid, số 13 Sumare, số 15 Brendan Gan, số 16 Halim Sari và số 20 là Safi Ahmad. Và lúc này trên sân đang là những giây thi đấu đầu tiên của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Vừa rồi là một tình huống lên tham gia tấn công của Văn Hậu và anh đã bị cầu thủ đối phương phạm lỗi ngay trên đường trung tâm. Như vậy là các cầu thủ áo đỏ sẽ thừa hưởng quả đá phạt ngay trên đường trung tâm và sát đường biên bên phía cánh trái. Bóng được treo bổng vào 16m50. Đó là đường chuyền của đồng đội nhằm vào vị trí của Công Phượng. Các cầu thủ Malaysia phá bóng lên, bóng lại tới vị trí của Hùng Dũng. Hùng Dũng định chuyển bóng chọc khe cho Văn Toàn nhưng không thành công. Hàng phòng ngự của Malaysia đã giành được quyền kiểm soát bóng và họ đang triển khai tấn công từ bên phía cánh phải. Ngay lập tức thì các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã lùi về phần sân nhà. Cú pha xuống bóng của Davy không việt vị và anh thực hiện quả tạt từ bên phía cánh phải. Vị trí của Davy là một vị trí rất được chú ý trong đội hình của đội tuyển Malaysia. Một hậu vệ cánh thường xuyên lên tham gia tấn công và anh đã có những pha kiến tạo cho đồng đội của mình lập công ở hai trận đấu trước của đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Và lúc này thì các cầu thủ Malaysia áp sát và như vậy là một tình huống phạm lỗi ngay bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Người vừa phạm lỗi là Kobion. Đội chủ nhà sẽ đưa hưởng quả đá phạt ngay phía trên khu vực 16m50. Duy Mạnh thực hiện một pha phối hợp ở cự ly gần với Quế Ngọc Hải trước khi bóng được mở cách chạm đến cánh trái cho Tiến Dũng. Bây giờ thì Tiến Dũng chuyển bóng lên, bóng ra cho tầm kiểm soát của Tuấn Anh. Lại có thêm một tình huống phạm lỗi nữa và lần này đó là Brendan Gan. Tuấn Anh đã có một sự trở lại tương đối ấn tượng sau khi anh được nhiều xe cảnh sát hay cứu thương sẽ nằm quanh đây. Người ta đang chờ đợi Tuấn Anh sẽ đấu xuất sắc hơn nữa. Các cầu thủ Malaysia phá bóng rất mạnh theo phần sân của Việt Nam và bóng này là được trả ngược trở lại bởi Duy Mạnh. Trái bóng đã đi ra bên ngoài để dọc và các cầu thủ Malaysia được hưởng quả ném biên bên phía cánh trái và giữa phần sân nhà. Người thực hiện quả ném biên này là Kobion. Anh đang tìm đường đua của mình ở phía trên. Một pha ném bóng mạnh trong phần sân của đội tuyển Việt Nam. Trọng tài đã cho các cầu thủ Malaysia được hưởng phép lợi thế. Talaha có một pha phối hợp với Rashid. Chuyển ngược trở về phần sân nhà trong trận của Matthew Davy. Công Phượng vừa áp sát và phá bóng của cầu thủ bên phía Malaysia đó là số 3 Mossad đã đập chân Công Phượng dội ngược trở lại khu vực 16m50. Đó là tình huống mà thủ thành Farizan đã rất nhanh băng lên. Anh bắt bóng trong vùng cấm địa và bây giờ thực hiện pha phát bóng bổng, bóng đi hơi chích sang bên phía cánh trái sang phần sân của đội tuyển Việt Nam. Kobion dùng đầu chuyền bóng cho đồng đội của mình, bóng được phá ngược trở lại luồn quẩn khu vực giữa sân và các cầu thủ Malaysia.
bóng điện này nó tắt hết à? Cái này những cái bóng tròn này nó tắt hết rồi. Không bật lên này nó tắt hết. Quang Hải quả bóng